Ok, thì như video thì chúng ta sẽ roll dùm bạn viewer Ray 80 roll, bạn ấy có 80 roll. Chúng ta sẽ roll Yinlin và cái đấy. Nhưng mà trước khi roll thì chúng ta sẽ ngồi xuống cái đi ha. Được cái thành tựu này. Ok. Thì đấy, thì mọi người có thể thấy cái này hình như hơn hơn 80 roll rồi, nhưng mà ok. Ok, hơn hơn 80 roll rồi. Đổi đổi thành số roll luôn đi cho nó nhìn nó chẳng chẳng đi. Rồi. 86 roll á. Ok. Chúng ta cùng bắt đầu á. Vô luôn nè. 10 roll đầu ra luôn rồi chắc vui á. Ok, không ra rồi. Có Yunwoo không? Nếu mà có Yunwoo á thì cũng tốt, tại vì hiện tại Yunwoo đang được coi là đồng đội tốt nhất của Verena, của Yelin. Một cách mất à, mà ra Tao Chi. Ok, chị Tao Chi cộng một Tao Chi. Rồi run thứ hai này, 20 không vàng, hơi 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 tiếc cho tiếc vàng. Tao Chi. Wow. Ê, cái này stack dữ vãi, ba ba đứa luôn ngon. Chưa xì tắt luôn. Ok, được được được, cũng được cũng được. Tính ra ặc mình chưa có auto luôn á mọi người. À, mình thứ 30. Mà nãy quên check check PT rồi. Hình như cũng hình như không PT đúng không ta? Mình nghĩ là không PT. Auto này, ok được auto. Auto cũng cũng là một nhân vật. À, có nghĩa là với 30 37 36 PT thôi. À không, 31 PT, có nghĩa là trước 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 Giron Jilin là bạn này mới rôn đúng một lần nữa á. Ok, Ray Ray rôn đúng một lần, đợi mommy Jilin về nhà thôi. 40 này, 40 lần này cho cái gì đây? Bayzi à? Ủa, Bayzi có Rayop không, mà sao nãy giờ thấy hai Bayzi rồi? Bayzi có nằm trong Rayop đâu ta, phải hai con Bayzi. Bayzi thì càng cung mệnh cao càng mạnh thì hợp lý, nhưng mà sao hai con Bayzi vậy? 50 này, 50 ra luôn đi. Không, không ra luôn. Lại một Tao Chi. Đang chơi với lại nhờ 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 mình là main Havoc, mình roll thì chắc là ra toàn Havoc luôn. À. Ủa, bạn bạn sớm này. Ok, được 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 được. Rồi, giờ có win hay không? Hy vọng win. Rage. Win đi, win đi. Ok, giật mình. Ok, cái này cũng mạnh, cái này cũng ổn, cái này cũng ổn. Ok, ở đây, ở đây, ở đây. Ôi, chết mồ rồi. À, xin lỗi rồi nhé. Chúng ta có Chen Xin ở đây. À, chúng ta có Chen Xin. Bảy màu rồi. Còn nhiêu rôn ta? Ừ, 6 rôn này. À, Ray 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 muốn xài, Ray muốn xài cái này không? Hay à, in luôn hả? Ok. À, mà là sớm cho nên là còn hơi hơi xíu cơ hội, lệch khá sớm ấy. Cái đó 60 cũng được tính là lệch sớm. Ok. Skip đi, skip luôn đi. Auto này. Thử thử xài chiếc lõi skip luôn thôi, trước khi nó ra coi coi được không. Ông này. Hay không ổn rồi, không ổn rồi. À, không luôn. Ủa mà sao nãy giờ Bayzi nhiều vậy? Bayzi có re-up không ta? Hay re-up lộn? Nãy giờ không thấy con Yunwoo nào mà Bayzi không? Mọi người có thấy không? Ủa nãy giờ, nãy giờ Bayzi tới chết kìa. Ủa, là nãy giờ là đang 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 banner Bayzi hay là banner của là banner Bayzi hay là banner của Yunwoo vậy? Nãy giờ không có một con Yunwoo nào luôn á. Ảo ma Canada vậy? Rồi hết đóng rồi. Ờ, à, mới nói xong.
Mới nói xong vui vui đây, vui vui đây. Ai ok. Khóc 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 tiếng máng luôn. Vậy là hiện tại đang có 36 BT hay 37 BT gì đó trong này. Hoặc là hơn á, hình như có thể hơn á, tại vì mình nhớ là ra chan xin trước 10 roll, cho nên là nó hơn được khoảng bao nhiêu ấy. Nhưng mà thôi lệch. À, xin lỗi Ray Ray nhiều nhá.